Em An xin được gửi lời chào đến tất cả anh chị và thân yêu. Chào mừng tất cả anh chị đã đến với kênh YouTube An Ô Tô Cổ Bình Dương. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, ngày 31 tháng 5, ngày cuối cùng của tháng 5. Và em An kính chúc tất cả anh chị và thân yêu của em An có những phút giây thật thoải mái, thật vui vẻ khi xem video qua kênh YouTube của em An. Ngày hôm nay thì là một buổi sáng, em An lên sóng giới thiệu đến anh chị một mẫu xe phân khúc hạng B rất hot và mới nhất vừa cập bến siêu thị ô tô Bình Dương, để gửi tất cả anh chị và anh chị quý hàng thân yêu quan tâm về tất cả những cái mẫu xe thì hãy cập nhật kênh YouTube của em An bằng cách ấn like, đăng ký kênh, chia sẻ kênh, đặc biệt hãy nhấn nút chuông bên cạnh để nhận những thông báo mới nhất. Với mỗi một mẫu xe hay là những cái buổi báo giá tổng quan thì em An đều lên sóng. Vì vậy mà anh chị hãy đăng ký kênh và nhấn nút chuông bên cạnh để mỗi khi có video thì anh chị sẽ biết ngay. Rồi, ngay sau lưng em An đây là một chiếc xe đó, một chiếc Honda. Một chiếc xe phân khúc hạng B, Honda City Top, bản Top là bản cao nhất nha anh chị nhá. Sản xuất 2017, đăng ký là ngày 15 tháng 12 2017, một chủ mua mới từ đầu. Bản Top thì phải giữa 2017 mới ra, về sau này mới ra bản Top. Còn trước chỉ là bản CVT bản thường thôi. Biển thành phố Hồ Chí Minh, ô tô hiện tại 48.000 km. Xe đã được vào những cái đuôi gió này. Đó. Các chén cửa này, đó, phim cách nhiệt, ốp lắp bình xăng. Xe nếu mà anh chị mua thì em An sẽ tặng cho anh chị vè mưa nữa. 2017 và giá bán hiện tại đang là 485 triệu cho chiếc City Top này. Nhắc đến City thì chúng ta sẽ thể nhắc ngay đây, một mẫu xe phân khúc B gần như là rộng nhất trong phân khúc. Và khả năng trải nghiệm, khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng rất là tuyệt vời. Kiểu dáng khá là đẹp đúng không ạ? Cuối 2017 ra cái form mới này, form dùng chung cho 18, 19 vẫn dùng. À, form rất là đẹp anh chị nhá. Và bản Top này thì có những điều khác biệt như là cụm đèn pha là full LED anh chị nhá. Cụm đèn pha là full LED, có giải LED định vị, dưới đèn gầm sương mù cũng vậy. Anh sang trắng luôn. Đó, cụm đèn pha full LED anh chị nhá. 2017. Mặt ca lăng cũng có sự thay đổi này. Đấy, mặt ca lăng to bản và mặt ca lăng mạ chrome chị nhá. Giữa là biểu tượng của Honda. 2017 485 triệu và ngân hàng có thể hỗ trợ cho anh chị 280 đến 300 triệu anh chị nhá. Đó. Em cho anh chị tham quan ngay phần khoang động cơ. Máy 1.5. Đây. Biển thành phố, một lợi thế cực kỳ lớn cho anh chị làm mình có hộ khẩu thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Tiết kiệm cho mình đến 20 triệu tiền biển số. Đây. Nguyên bản anh nhé. Đó. Em bao cho anh chị là không đâm đụng, không thủy kích. Đó. Máy zin nguyên bản luôn. Top 2017. Đó. Rất là mới nhé. Mức tiêu nhiên liệu của một chiếc Honda City nó dao động đâu đó khoảng 6 lít quay đầu thôi. Cực kỳ tiết kiệm anh chị ạ. Đó. Rồi đến phần thân xe. Sử dụng bộ mâm đúc la răng 16 đa chấu anh chị nhé. Bộ mâm đa chấu rất là đẹp, mâm phay đa chấu rất là đẹp luôn. Hợp kim. Đó, anh chị thấy không? Còn vỏ teo xe anh chị nhé. 48.000. Phần thân xe thì anh chị có thấy một sinh nhan báo rẽ tích hợp ở gương chiếu hậu cho anh chị này. Đó. Dàn phim cách nhiệt rồi. Các tay cửa ở đây thì có mạ chrome sẵn anh chị nhé. Và có khóa cảm biến thông minh trên tay cửa. Đó. Anh chị cùng tham quan. Bộ mâm đa chấu và riêng CD thì chỉ có 2 tăng đĩa trước thôi. Nhưng mà ở Honda City cũng trang bị đầy đủ những tính năng an toàn như là ABS, cân bằng điện tử. Đó. Hệ ngang dốc đầy đủ luôn. Phần đuôi sau thì được trang bị cảm biến dây anh chị nhé. Đèn phản quang và có camera lùi tích hợp sẵn. Ở đây thì cái phần này là chủ xe rô thôi anh chị nhé. Đuôi gió là chủ xe rô này. Anten vây cá mập. Một cái đèn báo thắng tích hợp kính chắn đó sau. Dán phim cách nhiệt hết cho anh chị đó. Đây. Khoang hành lý rất rộng và sâu đúng không ạ? Vô cùng thoải mái luôn. Nguyên bản hết ra. Bản Top City thì hiện tại bên em An đang còn duy nhất một chiếc Honda City đời 2017 bản Top. City đợt vừa rồi bên em về bán rất là nhanh. Khách hàng rất là chuộng. Và sơ cua theo xe. Cam kết là không đâm va ở đây nhé. Nguyên bản luôn. Đó. 52482. Biển thành phố. Một chủ từ đầu. Cho chị xem phần gầm bánh ha. Rất là đẹp nhá. Mới tinh luôn. Đời này thì không hề có mối mọt hay mục mọt đâu.
Mình thùng rất là căng. À, vỏ theo xe chị nhá. 27 48 ngàn. Đây mẫu xe Phú Quang B gần như là rộng nhất trong phân khúc rồi. Cực kỳ rộng. Các tay cửa đều mạ chrome hết này. À, 4 vỏ đa chấu. Ok. Đó. Xe thì còn khám phí đến tháng 11 2022 chị nhá. À, rồi. Em An mời chị cùng vào nội thất của mẫu xe này. À, cùng vào nội thất mẫu xe này. Ok. Đây, một tông màu đen anh chị nhá, một tông màu đen. Anh chị có thể một tông màu đen trong nội thất, táp lô, táp bi cũng như là ghế, và ghế này là ghế da cao cấp theo xe anh chị nhá, ghế da theo xe. À, riêng bản top này sẽ có ghế da theo xe, một sự thay đổi đó chính là hệ thống điều hòa này. Ở bản top sẽ là auto. Đó, và hệ thống túi khí thì bản top cũng được nhân lên gấp 3 là 6 túi khí an toàn. Khóa đây là thông minh, một cái màn hình giải trí khoảng 7 inch thôi, có cam lùi tích hợp sẵn này, những cái tính năng cơ bản như Bluetooth. Đó, vô lăng đây, vô lăng ba chấu bọc ra, vô lăng thì có những cái cruise control này, cruise control lấy hữu vô lăng này. Đấy, đèn pha ở đây là đèn pha có dạng LED nha chị nhé. Đó, 48.302 km. Đó, gương kính chỉnh điện này, gương cụp đây, chế độ tiết kiệm nhiên liệu này. Đó, cân bằng điện tử đầy đủ hết. Đấy, nó sàn 6D chủ xe cũng vào cho anh chị này. Đó, rất là đẹp nha, những cái ốp bậc lên xuống đều ốp inox chống trời xước này. Đó, đây cũng cần số đây, cần số đây. Đó, hộp số tự động vô cấp anh chị nhé, giống như chế độ thể thao đấy ạ. Ok, đây, ghế da này ghế còn khá đẹp, mới tinh luôn. Đó, ghế da theo xe chị nhé, rất là êm luôn, ghế da cao cấp theo xe cực kỳ là êm mịn mát. Đó, và rất nhiều video em An cũng đã nhắc rằng ở một chiếc Honda City thì riêng bản top thì option rất là nhiều luôn. Đó, các chi tiết ở nguyên bản nhé. Và đây là một cái điều mà em An luôn nhắc tới, đó là không gian nội thất. Riêng hàng ghế sau thì rõ ràng không có đối thủ à. Phân khúc B thì Honda City không có đối thủ về hàng ghế này. Rất là rộng rãi chị ạ. Đây, em An ngồi cảm giác cho anh chị. Riêng mẫu xe này anh chị ngồi khoảng 5 người cũng có cảm giác rất là bình thường. Trang bị một cái hốc gió điều hòa ghế sau. Lần đầu tiên em An được ngồi một chiếc City, em An đã khẳng định đây một chiếc xe có hàng ghế sau rộng nhất trong phân khúc. Trần 6D cũng đã vào cho anh chị rồi này. Đấy, ghế rất là đẹp và mọi chi tiết cửa là nguyên bản. 485 triệu chị nhá. Và còn giao xe, hỗ trợ giao xe cũng như là còn giá còn thương lượng cho anh chị. Ok đúng không ạ? Rất là mới và đẹp rồi. Đó, không có gì để bàn đâu ạ. Ok. Đó. Anh chị ơi, em An vừa gửi đến anh chị một mẫu phân khúc B rất hot hiện nay. Một chiếc Honda City Top 2017 cuối 2017, một chủ đầu mang biển số Thành phố Hồ Chí Minh. Và giá bán hiện tại em An đang chào bán với giá là 485 triệu còn thương lượng cho anh chị nhá. Và anh chị quan tâm điều của em An quan tâm về mẫu xe này thì alo cho em An hoặc lên trực tiếp siêu thị ô tô Bình Dương để xem xe và thương lượng giá. Còn nữa thì em An cảm ơn anh chị và xin kính chào và gặp lại anh chị ở những mẫu xe tiếp theo. Kính chúc tất cả anh chị thật nhiều niềm vui, thật nhiều may mắn, thật nhiều thành công trong cuộc sống. Xin gửi lời chào.